Rồi chào tất cả mọi người ha. Thì video này chia sẻ cho mọi người cái cách sửa cái loại bếp từ Subo nè, hay là Media, hay là Sunny gì đó, là mấy cái loại bếp từ hiện tại bây giờ là việc khai giá khá rẻ ở cái thị trường Trung Quốc á. Thì họ đặt cái tên gì kệ nó, còn cái cấu tạo bên trong của nó thì nó cũng đều tương đương giống nhau thôi. Thì đây là một cái bếp này là nó đời cũ nha các bạn. Thì những cái bếp mà từ đời cũ á thì cái phần mà họ sản xuất lúc đầu á thì nó rất là chất lượng nha các bạn. Đây là cái mâm từ nè, đó, mâm từ này rất là tốt nha, rất là nặng luôn á, đầm đồng 100% á. Còn bây giờ thì nhiều bếp loại rẻ người ta đã tinh giảm đi, người ta làm giảm cái thằng này đi nè, tức là giảm cái giá thành đi á, thì họ sử dụng cái loại này là để họ hạ giá thành xuống, thì họ sử dụng bằng dây nhôm thôi đó, hay các linh kiện bên trong họ sẽ giảm đi bớt. Rồi thêm một số cái nữa là nhiều cái đơn vị sản xuất á, họ sẽ tinh giảm bằng những cái mạch này, họ làm những cái mạch nó khác nhau đó. Ở đây thì mình chia sẻ cho mọi người cái cách làm và cái cách mình sửa chữa, mình kiểm tra, mình tự sửa tại nhà ha. Thì những cái lỗi mà cơ bản thôi, nói chung là ai yêu thích, người nào muốn sửa thì mình sẽ sửa, còn mình không có cái điều kiện là một không có cái kiến thức về điện tử á, thì các bạn nên mang ra tiệm ha. Đó thì những cái lỗi thường gặp là nó hay bị đứt cái con này nè, cái con này là cái con mâm nhiệt nha các bạn, cái dây nè, cái dây cảm biến nè đó, thì nó sẽ báo lỗi, nó báo lỗi ở trên cái mặt đồng hồ á đó. Thì nếu mà các bạn hư thì một là các bạn nối lại, hoặc là các bạn mua ở trên sàn thương mại điện tử á, là đều có hết ha, chứ mình không có nhận sửa nha. Đây cái bếp nó thì khi các bạn đặt cái nồi lên đây nó sẽ cảm biến và nó báo lỗi trên đây. Ví dụ báo lỗi không nhận nồi gì đó hay quá nhiệt á, là các bạn có thể kiểm tra, các bạn thay cái lõi núm ở giữa này nè, thì ở đây nó có cái con điện trở nhiệt thôi các bạn, con sensor thôi chứ không có gì đó. Rồi đó thì ở cái mặt này là nó sử dụng cái con IC, và cái này là điều khiển, cái con IC này là điều khiển cái hiển thị của cái led 7 đoạn. Còn đây IC nhiều chân của nó đây, nằm dưới đây thì mình đã kiểm tra rồi ha. Các bạn muốn kiểm tra IC thì dễ lắm, các bạn cứ cấp 5V vô ở trên cái đường dây điện này nè, ở dưới cái bo nó sẽ có ghi 5V, là các bạn cấp vô thì nó sẽ kêu tít tít tít, nó báo trên cái chuông á, là các bạn biết là con IC này nó không có hư ha. Thì mình nó tháo loại trừ lại thì thường là khoảng 90%+ là con IC này nó hư đó. IC điều khiển này nè, nó không phải bị hư mà nó bị lỗi á. Đó thì các bạn bỏ qua, thì ở đây mình đã bỏ qua hết những cái này, thì mình sẽ sửa cái bo của nó. Đây là cái bo của cái bếp, thì mình đã tháo ra, mình đã kiểm tra thì nó bị hư, nó bị nổ cầu chì, nổ tụ nè các bạn, cầu chì tụ nè đó. Thì đó thì các bạn mà nổ chì với cầu tụ, các bạn cứ thử ở đây mà đứt chì thì hết khoảng 90%+ là những cái con này là nó sẽ chết. Đây là con IGBT, con diode cầu, là những con này là chắc chắn sẽ chết, mà cái cách cắm vô các bạn biết liền à. Nếu các bạn sửa quen và để ý thì mình cắm ở cái phích cắm á, nó không có nẹt lửa, là các bạn cũng đã đoán được một cái phần nào đó rồi. Ở ngoài ra thì mình sẽ kiểm tra ở những cái phần điện trở này nữa nha các bạn, những cái con điện trở mồi á. Đó, đây là những cái con điện trở mồi, thì các bạn nên kiểm tra sơ qua trước khi mình thay linh kiện vô đó, nó sống là được. Những cái con điện trở mồi này nè, đó. Con điện trở này, con điện trở mồi nha các bạn. Điện trở mồi để nó dòng 220 vô đây thì nó sẽ chia ra một bên này là nó đi lên để nó nuôi, nó đổi sang một cái hệ là 18V và 5V DC á, để nó cấp cho cái bo trên cái mặt đó các bạn, cái bo led á. Còn cái bên này là cái phần 220 là nó nuôi phần công suất. Thì ở đây nó đã bị nổ cầu chì, thì mình nổ cầu chì với tụ và mình sẽ thay những cái linh kiện đó. Thì ở những cái linh kiện này nè, thì các bạn ở đây nó đang sử dụng cái con H20R02 các bạn đó. Mình mới nói là cái những cái con này nó có cái giá trị lắm, nó ở nó người ta sản xuất đó. Đây để mình lấy nét cho các bạn xem đó. Con này
này là 20R02 nha các bạn. 20R1202 á, là cái con này là nhờ ở những cái bo đời đầu tiên á nó mới có nha. Thì các bạn mua nó sẽ không có đâu, các bạn có thể đổi thành 20R1203. Đó, mình đã mua cái con này cũ nè các bạn, của hàng tháo nha. Đó, các bạn thay vô. Đó, thì còn cái phần mà mình chia sẻ ở đây là cho ở cái góc độ là cho người sử dụng á, cái người tiêu dùng á, là ví dụ như hư thì có thể kiểm tra ngay, đo hai cái cầu chì hoặc mình mở ra mình dò bằng mắt thường. Mình nhìn bằng trực quan, bằng mắt thường là mình có thể thấy được là ở cái bo này nó hư ở đâu thì mình sửa. Đó, đứt cầu chì thì các bạn có thể sửa là nó bên cái phần công suất là các bạn mua thay vô là ok. Nhưng tuy nhiên khi các bạn trước khi thay á, thì mình sẽ có nói là các bạn sẽ phải kiểm tra những cái phần này thêm, coi nó còn sống hay không. Nếu mà nó hư thì các bạn mới nên thay. Đó, những con điện trở này nè. Vậy thường á, thì nói chung là mỗi cái bếp thì nó có mỗi một cái ban bình nó khác nhau, nó không có bếp nào nó giống bếp nào. Nên mình không thể nào mình nói là nổ cầu chì thì nó sẽ chết diode cầu, rồi con IGBT. Ví dụ ngoài ra nó có thể do lỗi của cái con điện trở, do con diode zener nó ghi map ở trên cái IGBT. Đó, nó chết những cái con đó thì bắt buộc các bạn phải thay. Thì các bạn chỉ trước khi thay thì các bạn kiểm tra sơ qua hết, nếu không có gì hết rồi các bạn thay. Thay xong thì các bạn khi ráp vô các bạn nhớ sử dụng cắm qua bóng đèn nha, để mình kiểm tra lần cuối. Chứ các bạn không nên cắm trực tiếp. Cắm trực tiếp vô nó mà chập mà nó nổ một lần nữa thì nó sẽ rất là khó cho những người mà không có chuyên môn. Còn cái phần bên đây, nếu mà cầu chì còn nguyên thì các bạn nên mang ra tiệm cho những người thợ người ta có chuyên môn. Tại vì cái phần bên đây nó không có đơn giản các bạn. Khi nó phân ra đây thì ở đây nó sử dụng cái con Viper nè. Còn có những con nó lại sử dụng cái thời cổ á, là nó lại sử dụng cái con chan để nó lấy điện. Đó, nên các bạn không thể nào mà mình chia sẻ, tại vì mình cũng không có đi sâu về cái bếp từ, mình cũng không có sửa những cái này. Ví dụ nó hư tới đâu thì mình tự sửa cho cái bếp của mình thôi. Thì mình sẽ chia sẻ tới đó. Thì mình biết là cái phần bên đây nó rất là phức tạp. Nhiều khi nó nổ nó hư bo thì các bạn buộc phải sử dụng cái mặt khác vô. Đó, nó nổ cái phần dưới này là nó ảnh hưởng, thì các bạn phải cấy cái mặt khác vô. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ thay tụ, thay IGBT, rồi thay cầu diode vô ha. Rồi mình sẽ test cho các bạn xem cái cách mình làm ha. Rồi giờ mình thay con tụ 4UF nha các bạn. Tụ này của người ta hư cũng là tụ 4UF thì mình cũng sẽ thay tụ 4UF vô nha. Rồi chứ mình không thay 5 nha. Thường là có tùy, các bạn phải coi trên cái thông số trên cái bếp á, người ta xài 4 thì mình thay 4, còn của người ta 5 thì mình thay 5. Chứ mình không cần phải thay cho nó lớn quá để làm gì đâu các bạn. À, và cái điều quan trọng là để sửa những cái bếp từ này thì các bạn phải đòi hỏi có những cái mỏ hàng công suất nó lớn tí xíu nha. Tại vì chân linh kiện này nó xài nó rất là có, phải cần đòi hỏi cái nhiệt cao tí xíu nha. Chứ không có các bạn hàng mà nó không có đủ nhiệt là nó lại dễ bị chạm chập nữa nha các bạn. Nó không có ngấu á. Còn mình thì mình có một số bạn là cũng đã hỏi mình cái hay sửa đồ này kia, thì mình không phải là thợ sửa đồ nha các bạn, nên mình không có nhận. Mình chia sẻ thực tế cụ thể những cái mà mình thực hành cho anh chị em mình cùng làm đó. Những cái này nó rất là dễ, nó rất là đơn giản, anh chị em mình cứ mua trên Shopee, Lazada đó, rồi anh chị em mình lấy về làm giống như mình. Tại những cái này nó là những cái dễ sửa cho người tiêu dùng, nên mình mới chia sẻ cho anh chị em mình cái cách để mình tự sửa cho mình trước khi mình giục đi thôi. Chứ những cái này nó không có khó mà trước khi anh chị em mình giục đi hay anh chị em mình mang ra tiệm đó. Còn giống như tại sao lúc nãy mình nói đó, khi anh chị em mình mở ra kiểm tra mà cái phần trong đó mà nó còn cái điện trở, cái cầu chì mà nó còn sống, thì anh chị em mình không nên sửa. Mình lại nói là anh chị em mình phải mang ra ngoài tiệm á. Cái phần bên đây nè các bạn, là cái phần mà mạch điện cấp trước á, anh em mình mang ra tiệm để cho
người ta có chuyên môn để người ta làm, còn mình không có chuyên môn những cái đó thì mình không nên sửa. Tại sao? Mình biết là vì anh chị em mình không có cái gọi là cái đủ đồ để mình làm, là một. Với thứ hai là anh chị em mình không có cái kiến thức về điện tử chuyên sâu thì anh chị em mình không thể nào thực hiện được những cái đó, nên mình không có chia sẻ. Chứ mình thì đụng tới đâu thì mình sẽ tìm hiểu tới đó và mình sẽ sửa, nên mình cảm thấy là những cái đó nó rất là dễ thì mình làm đó. Nên mình mới nói là mỗi người mỗi cái chơi và cái cách mà mình làm nó khác nhau. Với lại cái từng cái chỗ địa điểm của anh em nữa. Ví dụ như mình thì nhiều anh em nói đúng là mình mua đồ linh kiện này kia rất là dễ, đúng rồi, tại vì mình ở khu vực Sài Gòn, ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nó có những cái chợ bán đồ linh kiện lớn, những cái trung tâm lớn, những cái địa điểm, nên đâm ra là mình mua cái gì nó cũng dễ. Nên mình chia sẻ anh em ở cái mức hạn chế là vậy đó, nên không phải là cái gì mình cũng chia sẻ, mình chỉ cho anh em được. Giống như nhiều người anh em mình chỉ á, toàn là mình chỉ anh em phải tự lên trên mạng anh em mua, thì anh em trên đó họ có bán hết, còn mình thì mình không bán bất kể một cái gì hết nha các bạn. Những cái gì mình chia sẻ ở đây là chia sẻ cho anh em mình cùng chơi, cùng làm, cùng thực hành. Mình nhớ hàng mấy cái chân đó cho nó rất là kỹ vô nha. Mấy cái chân đó nó quan trọng lắm. Nó chịu nhiệt, nó ăn nhiệt rất là cao. Nên mình phải xe chì gì đồ cho nó chắc cú, nó ngấu vô một tí xíu. Đó, mình cũng lắp lại y chang như nhà sản xuất thôi các bạn. Cái con IGBT này anh em có thể đóng sau cũng được nha, không cần đóng trước. Để mình kiểm tra coi nó có chập cháy hay không. Nếu anh em nào làm chuyên giống như mình đó. Rồi giờ mình sẽ gắn cái cầu chì vô. Hoặc là anh em mình đóng vô cũng được, nhưng mà đã cắm qua bóng đèn thì nó không sao hết ha. Nhưng mà tuy nhiên là phải kiểm tra cho nó kỹ. Nếu anh chị em nào không chuyên thì cứ việc ráp lại hết rồi kiểm tra cho nó kỹ rồi hãy cắm qua cái seri bóng đèn là chắc cú nhất. Rồi ở đây mình sẽ thay cái cầu chì ha. Đây, cầu chì. Chị đây là cầu chì 10A ha mọi người ha. Nó mình thay lại đúng cho nó ấy. Còn không có thì mình xài không có xài nhỏ nhỏ quá nha anh chị em. Mình xài vừa đủ của nó là 12A thì có thể mình sử dụng 10 hoặc là mình sử dụng 10 hoặc 12 hoặc 15, chứ mình không xài có cầu chì mà 1-2 ampe được nha. Ở đây là nhiều khi không nói rõ anh chị em mình cứ có cầu chì 5-10 ampe hay 2-1-2 ampe anh chị em mình cứ gắn vô đại là không có được nha. Đó, mình đã thay con cầu chì nè, con tụ 4UF nè, một con cầu diode, một con IGBT ha. Thì cái dòng 20R 1202 không có, mình thay 1203 ha. Đó là giờ mình có thể mình test được rồi. Test thì giờ mình khỏi mâm nhiệt cũng được, mình đấu điện vô, đấu qua cái bóng đèn nha. Để mình test thử coi nó lên như thế nào. Nhưng mà phải gắn hai cái dây của cái điều khiển vô. Đó, giờ là cái này mình đã đóng lại hết rồi ha. Thì mình sẽ cắm hai cái dây của cái bo điều khiển này nè. Đó. Của cái bo điều khiển này. Hai cái phần công suất mình cũng chưa gắn nha, hai cái chân công suất của cái đế mâm nhiệt á là mình cũng còn để trống đây.
rồi mình đấu qua một cái bóng đèn, seri bóng đèn. Giờ mình cắm vô mà bóng đèn không sáng là ok ha, còn bóng đèn sáng là nó còn chạm chập ở trên cái bo này là mình kiểm tra lại ha. Đó, rồi giờ mình cấp nguồn nè. Đó, các bạn thấy đã báo kêu rồi nha, đèn on đã bật rồi nè. Đó là mình bấm tít tít là kêu rồi nè. Đó, các bạn thấy không, on off là đã lên rồi nè. Rồi, nhưng mà chẳng qua là ở đây là mình chưa có gắn cái mâm nhiệt nha, ở đây mình chưa gắn hai cái dây mâm nhiệt nên mình không có test được, mình chỉ test là cái mình thay cái con IGBT và cái con cầu diode và cái con tụ là mình đã khắc phục được cái tình trạng của cái bếp từ mà nó đang bị mất nguồn rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp vô lại là mình test cho mọi người xem ha, và đã ok hết rồi đó, mình đã ráp lại hoàn chỉnh rồi ha. Bây giờ mình tiến hành mình test thử đây, cắm điện là đèn cũng đã sáng rồi nè, mình bấm on nè, đó tiếng quạt đã chạy rồi nha. Rồi mình tiến hành mình bật bếp nè. Đó, E1 này là họ và cái bếp này báo chưa có nồi nha các bạn, mình bỏ nồi lên thôi. Đó, mình bỏ nồi lên là sẽ chạy thôi chứ không có vấn đề gì ha. Đó, tăng giảm nè. Đó, mình chuyển qua chế độ khác là chế độ súp nè. Đó, tự động sẽ chạy. Để mình nấu cái này chị cho nó lẹ. Hotspot tăng lên chế độ 8. Đó, các bạn sẽ thấy là nó là ở đây là đã bốc có khói nha. Đó, rất là nhanh. Mình sẽ giảm xuống đây nè, để mình để cho các bạn xem. Đó, ở mức 8 á. Đó, đã sôi luôn rồi nè, rất là nhanh luôn. Giờ mình sẽ giảm xuống nè, để xa cho mọi người coi là thấy đó, đã bốc khói, đã sôi rồi nè. Đó, bạn thấy không, sôi rồi đó, rất là nhanh ha. Thì bếp điện từ là mình sửa xong là khi mình test là mình, như các bạn nhớ bỏ nồi lên nha, không có nồi là không có họ, cái bếp nó sẽ báo lỗi đó, báo lỗi E1 là lỗi không có bếp á. Rồi, chúc các bạn thành công ha.